Xin chào quý anh chị quay trở lại với Việt Nhật Auto. Ngày hôm nay thì em nghĩa Việt Nhật sẽ mang đến cho anh chị một trong những chiếc xe trong cái tầm giá khoảng 300, có lẽ là tuyệt vời nhất, phù hợp với gia đình. Trước mắt chúng ta là chiếc Hyundai i30 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sản xuất và đăng ký 2009, vẫn còn giữ nguyên biển 4 số Hà Nội. Chiếc xe này thì có màu bạc, nhập khẩu nguyên chiếc 2009, chạy được 14 vạn. Xe nguyên bản 100%, không đâm đụng, không ngập nước. Để nói về chiếc Hyundai i30 này thì có lẽ là chúng ta không xa lạ gì cả. Bởi vì i30 CVK ấy, nó đã là một trong những huyền thoại của cái làng xe Việt Nam. Không chỉ ngày xưa mà bây giờ thì vẫn vậy. Hơi đáng tiếc một chút khi mà chiếc i30 này thì em nghĩa cũng trao đổi với anh chị luôn. Nó là phiên bản thiếu của dòng i30 CVK. Nó không phải phiên bản đủ. Ví dụ như là mình sẽ không có cửa nóc này, không có chìa khóa thông minh này. Đó là hai cái dễ nhận thấy nhất của cái dòng xe i30 này, giữa cái phiên bản đủ với phiên bản thiếu. Tuy nhiên thì dĩ nhiên là mình nhập về bản thiếu thì mình bán giá bản thiếu, bản đủ thì mình bán giá bản đủ. Mình không trà trộn, lẫn lộn. Và em nghĩa cũng chào anh chị luôn, cái nào bản thiếu, cái nào bản đủ nhá. Chiếc i30 này là một chiếc xe 5 chỗ kiểu dáng hatchback. Tuy nhiên thì anh chị lại thấy là nó rộng. Nó rộng không kém gì một chiếc sedan cả. Và nếu như quan điểm cá nhân của em thì chiếc i30 này có lẽ mình nên gọi cho nó một cái tên khác, nó kiểu như minivan thì đúng hơn. Nó quá rộng, một lát nữa anh chị vào trong khoang cabin mình sẽ nhận thấy được cái sự rộng rãi của nó. Nó rộng mà có lẽ một chiếc sedan hạng C cũng không thể nào so sánh được. Nói về thiết kế tổng thể của dòng i30 này tại Việt Nam ở cái thời điểm 2009 ấy, với một chiếc xe nhập khẩu Hàn Quốc như thế này, mình sẽ có quá nhiều công nghệ mà cho đến nay nó vẫn là một trong những cái sự tự hào của Hyundai. Mà rất nhiều các mẫu xe khác của Hyundai cho đến bây giờ vẫn chưa thể đạt được. Ví dụ như là khối động cơ VVT-i chẳng hạn, hay là hệ thống đèn, nó rất là tuyệt vời. Anh chị thấy mình sẽ có một cái hệ thống đèn, đèn bi, projector với cái kiểu dáng mặt quỷ như thế kia. Thì có lẽ là cho đến bây giờ vẫn rất ít những cái mẫu xe mà có được cái kiểu dáng thiết kế đẹp như vậy. Các chi tiết khác ví dụ như đèn gầm sương mù hay cái kiểu dáng hạ thấp của cái nắp capo, nó vẫn là một trong những cái quá là tuyệt vời. Kể cả cho đến bây giờ, tức là đã khoảng tầm hơn 10 năm mẫu xe này lăn bánh rồi. Ở nằm dưới cái nắp capo này thì mình sẽ có một cái khối động cơ, nó rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm với một cái hộp số tự động, cực kỳ dễ lái, cực kỳ thoải mái. Không chỉ anh em mình lái dễ mà các chị em khi mà mình cầm lái cũng rất tuyệt vời. Ở bên hông này anh chị sẽ có một bộ la răng. Nó thiết kế nhìn rất là đơn giản thôi nhưng mà cũng khá là bắt mắt. La răng 16 inch nhá, vừa đủ và rất phù hợp với một cái chiếc xe cơ bản kiểu như thế này. Dòng i30 này tại Hàn Quốc thì các gia đình dùng rất nhiều. Và nếu như đông người hơn ấy, thì họ lại tìm đến những mẫu ví dụ như là Sedona. Còn nếu gia đình ít người thì i30 này là sự lựa chọn hàng đầu. Gương chiếu hậu chỉnh điện này, cụp điện có tích hợp xi nhan với 4 cái bóng LED như thế này. Thực ra cái kiểu thiết kế bóng LED như thế này có lẽ bây giờ nó còn ăn đứt những cái mẫu xe 2020-2021. Ở phần tay nắm cửa thì mình sẽ có một cái hệ thống tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp cái nút bấm mở cửa thông minh trên cái chìa khóa Keyless Go, Keyless thông minh nhá. Cái chìa khóa của chiếc i30 này thì nó lại rất là giống với những cái dòng Mercedes, có nghĩa là nó vẫn mở cửa thông minh vào ra ngoài, ra vào được. Nhưng mà khi đề nổ thì mình vẫn phải cắm một phần chìa vào để mình vặn. Phần đuôi thì chiếc i30 này sẽ có đủ cho anh em mình cảm biến lùi, cảm biến góc, không thiếu gì cả. Và hệ thống đèn cho đến bây giờ nó cũng vẫn rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Ở trên cùng thì anh em sẽ có phần phanh trên cao này, cũng như là cái anten râu vẫn nguyên bản theo xe. Nếu anh em thích đẹp hơn mình có thể thay bằng cái anten vây cá thì nhìn nó bắt mắt hơn. Phần cốp của chiếc i30 này thì rất rộng nhá. Anh em mình có thể thoải mái để đồ. Đây, nó rộng lắm. Và ở dưới cùng thì như thường lệ là mình vẫn có những cái phần nó thiên về, nó thiên về ít khi sử dụng đến. Rồi, cái phần để đồ này cũng rất là hay này. Mình hoàn toàn có thể để thêm những cái đồ nhỏ, ví dụ như là áo mưa hay là ô, trong trường hợp mà mình sử dụng xe ở những cái điều kiện nó không thuận tiện. Đây chính là phần mà tuyệt vời nhất khi sử dụng một cái mẫu xe i30 trên thị trường, đó chính là cái khoang rộng rãi.
Anh chị sẽ có một cái hệ thống ghế da với phần tựa đầu rất là thoải mái này, khoang cabin rộng rãi, khoảng để chân đầu gối, phần trần cao thoáng, không có gì để chê cả. Và đặc biệt cái phần diện tích kính nó lớn, cộng với lại cái việc có cửa sổ trời thì nó khiến cho cái cảm giác ngồi ở ghế thứ hai trên i30 nó rất là thoáng. Và chắc chắn là mình sẽ không hề bị say trong trường hợp mà phải di chuyển trên những cái cung đường dài. Phần cabin của Hyundai i30 thì nó vẫn khá là đơn giản, nhưng mà nó vẫn khắc họa được những cái nét thiết kế đến từ Hàn Quốc. Chủ xe thì cũng đã rất cẩn thận, ví dụ như là dán giả carbon này, rồi ốp chrome ở một số các chi tiết. Tuy nhiên cái phần thích nhất đấy là phần màn hình giải trí DVD thì chủ xe này lại chưa lắp thêm. Nếu anh em nào thích thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp một hệ thống đầu DVD Android thì nó sẽ có nhiều cái tính năng giải trí thú vị hơn. Odo của xe hiện tại đã là 14 vạn rồi. Km zin luôn anh em. Và đây chìa khóa của chiếc i30 rất đặc biệt. Chìa khóa này thì bây giờ có lẽ sẽ nhiều anh em mình chê xấu rồi, và thực ra thì nó dấu ấn của thời gian thôi mà, mình không thể tránh được. Phần khởi động nhé thì mình sẽ cắm vào đây. Đấy, nó khá giống trên Mercedes, cắm vào xoay. Đã nổ máy rồi và tiếng máy rất là êm. Hộp số tự động thì sẽ giúp cho anh em mình có thể di chuyển rất dễ dàng, đặc biệt là những cái thành phố lớn. Ngoài ra thì mình còn có thêm cả những cái tính năng ví dụ như là làm mát ghế này, tẩu châm sạc này, USB cắm aux X hay là đàm thoại rảnh tay. Ở đây mình còn có rất nhiều những cái khay để đồ nhỏ như thế này nữa, hồi hộc để kính. Anh em nhìn thấy hệ thống điều hòa này sẽ là mình sẽ có điều hòa tự động luôn nhá. Đấy, tự động thì rất là tuyệt vời, mình dùng quen xe rồi thì mình sẽ rất thích. Tiếc nhất đó chính là cái phần CD nguyên bản theo xe, chưa nâng cấp gì cả. Ở đây anh em lại còn có thêm cả cái hệ thống để đồ này nữa. Ví dụ như mà mình di chuyển, mình có thể để vé xe, vé cầu đường, phà, cũng rất là thuận tiện. Và cũng không thể bỏ qua một cái chi tiết mà bây giờ rất là nhiều anh em thích, đó chính là cửa sổ trời. Thì cửa sổ trời trên Hyundai i30 này, nó là cửa sổ trời nhỏ, nó không phải panorama toàn cảnh, nó vừa cho anh em mình dùng thôi mà lại không bị nóng. Đó, mời anh em ngắm lại một lần nữa thiết kế ở khoang cabin của một cái mẫu xe hơn 10 năm tuổi nhưng mà rất tuyệt vời. Hiện tại thì chiếc i30 này em Nghĩa đang chào bán là 318 triệu có thương lượng. Em xin phép được điểm danh lại chiếc i30 này nhá. Hyundai i30 sản xuất và đăng ký 2009, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, chạy 14 vạn, cam kết xe zin, không đâm đụng, không ngập nước, không bổ máy. Km odo là 14 vạn. Biển số 4 số Hà Nội. Mời anh em chúng ta cùng nhìn qua lại một lần nữa về chiếc i30 này. Và nếu như anh em nào có nhu cầu xem xe trực tiếp, những cái đường chỉ hay là toàn bộ những con ốc mà muốn xem lại một cách chi tiết, cũng như là muốn mang ra ngoài kiểm tra, thì bên em Nghĩa Việt Nhật sẽ hỗ trợ toàn bộ mình tất cả những cái thủ tục như thế. Anh em có thể tùy chọn bất kỳ gara hoặc hãng nào mình thích. Chiếc xe này thì có lẽ là sẽ không hỗ trợ được trả góp, nên là anh em mình có thể dồn cái mức tiền chỉ nhỉnh hơn 300 một chút thôi, mình có thể lấy xe rồi. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em một lần nữa ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.